Được mèo con nè. Mèo con nhóc nè. Người ta thì nuôi mèo. Nuôi một phần nó sẽ cho nuôi bốn. Bày mèo luôn. Không có cái gì cho nó ăn hả? Dạ có, nó ăn thịt không à. Ăn thịt không vậy đó hả bạn? Đúng, đi theo con Đạt luôn. Đại con bắt đấy. Con bắt hai con. Con này với cái con này. Rồi cái con để nó lại chỗ cũ. Rồi hai con này nó chui ra. Nó chui ra tạo ha. Mẹ thì bị xe cán chết rồi. Mẹ nó bị xe cán chết rồi đây. Dạ. Mèo đã chứ. Mắng ngay đi đi. Là con nuôi con được mấy ngày rồi? Nuôi được mấy ngày rồi Đạt? Mới có hai ngày à. Nó 2 ngày à. Này chưa có tí an rồi nó nuôi tiếp với con chứ làm sao con nuôi nổi. Thí An rồi chăm sóc mới được. An thí anh rồi chăm sóc mới được chứ sao mình con nuôi được. Mẹ ăn chuyện hai con cũng phải nuôi. Bày mèo luôn. Tới cái tủ quậy đi hay là nó quậy cho biết nè. Nhiều đã ha. Đây anh này anh ăn cái gì vậy? Đó, bắt lại bốn con này là thứ đây. Dạ. Gom lại bốn con này tên. Bốn con ha. Đó, mẹ này có con Đạt luôn. Bốn con.